Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua ngày 1 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi làm việc về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được xây dựng mới có chiều dài toàn tuyến khoảng 1.545 km đi qua 20 tỉnh thành. Phần lớn tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ đi song song với đường sắt hiện tại. Khoảng 50-60% chiều dài tuyến sẽ đi trên cầu cạn, không giao cắt với đường bộ như đường sắt hiện tại. Tuyến đường sắt tốc độ cao là điều kiện tốt để phát triển kinh tế xã hội, thuận lợi để khai thác quỹ đất và phát triển đô thị. Chiều dài tuyến đường sắt tốc độ cao qua Thanh Hóa là 95,29 km đi qua địa bàn thị xã Bỉm Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, thành phố Thanh Hóa, Đông Sơn, Nông Cống và Tĩnh Gia. Thanh Hóa được quy hoạch hai ga gồm ga Thanh Hóa đặt tại địa phận xã Đông Tân và xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, ga Nghi Sơn đặt tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia. Theo tính toán của liên danh tư vấn, khi tuyến đường sắt tốc độ cao được đưa vào khai thác, thời gian để di chuyển giữa Thanh Hóa và Hà Nội chỉ còn khoảng trên dưới 1 giờ đồng hồ. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Tuấn khẳng định, tuyến đường sắt tốc độ cao được xây dựng và khai thác sẽ tạo ra nhiều tiềm năng và thế mạnh lớn để Thanh Hóa phát triển về kinh tế xã hội. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư, nhiều dự án lớn tại Thanh Hóa đang chờ các dự án hạ tầng giao thông như đường bộ cao tốc Bắc Nam, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam để tiến hành các thủ tục đầu tư. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Tuấn đề nghị đơn vị tư vấn nhanh chóng làm việc với các địa phương đang còn vướng mắc chưa thống nhất về hướng tuyến. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải nhanh chóng định rõ hướng tuyến để tạo điều kiện cho Thanh Hóa thực hiện các quy hoạch kinh tế xã hội của địa phương, không trùng lấn với quy hoạch của tuyến đường. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cảm ơn sự hỗ trợ của Thanh Hóa trong quá trình nghiên cứu lập dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Các kiến nghị của Thanh Hóa sẽ tiếp tục được liên danh tư vấn, nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp. Trong năm 2018, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn đã xuất sắc giành 6 huy chương quốc tế và khu vực. Đây là thành tích cao nhất của Thanh Hóa của các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực từ trước đến nay. Ngày 23 tháng 7, Hoàng Minh Trung, trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn đã trở về từ cuộc thi Olympic sinh học với chiếc huy chương vàng đầu tiên của bộ môn sinh học mà trường Lam Sơn đạt được. Chỉ một tuần sau, Thanh Hóa và trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn lại đón Nguyễn Ngọc Long với chiếc huy chương vàng môn vật lý và Nguyễn Văn Chí Nguyên với chiếc huy chương bạc hóa học. Còn tại kỳ thi Olympic châu Á Thái Bình Dương, trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn giành được một huy chương vàng môn vật lý, một huy chương bạc môn tin học và một huy chương đồng môn vật lý. Các em đã góp phần làm dày thêm thành tích của học sinh Thanh Hóa và bảng vàng thành tích của trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn, một trong những cái nôi đào tạo học sinh giỏi hàng đầu của cả nước. Từ một tấm huy chương Olympic cho đến có thể cống hiến được một điều gì đấy thực sự là một quãng đường rất xa, và bản thân em thấy mình còn cả một quãng đường phía trước, nên là em còn phải cố gắng rất nhiều. Em chưa có một dự định hết sức cụ thể, nhưng mà em sẽ vẫn theo đuổi khoa học và nhiều khả năng là sẽ liên quan đến vật lý. Khi mà còn ở trường Lam Sơn cũ thì cái biển của cái danh sách những anh chị đi thi trước được để ngay ở cái lối ra vào của nhà trường ấy. Và khi nhìn lên cái bảng thành tích đấy thì em đã luôn muốn rằng là mình có thể ghi tên mình lên bảng thành tích đầy vang dội của trường đấy. Và đó là một trong những động lực để em vững bước trên cái con đường mà mình đã đi theo. Năm sau thì em vẫn đang còn một cơ hội nữa, nên là em thực sự muốn là sẽ đổi màu huy chương của mình thành một tấm huy chương vàng. 6 huy chương là thành tích cao nhất của học sinh Thanh Hóa qua các kỳ Olympic quốc tế và khu vực từ trước đến nay, góp phần vào sự thành công vang dội của các đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ Olympic quốc tế năm nay. Đối với thầy cô trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn, thành tích của các học sinh rất đáng tự hào. Nhưng không bất ngờ nếu nhìn vào thành tích học tập và sự nỗ lực cố gắng của các em, các thầy cô giáo và sự hỗ trợ quan tâm của phụ huynh. Nhân hội này cũng rất muốn biểu dương này, có thầy cô giáo dạy giỏi của trường Lam Sơn đạt tích trong năm học này. Đó là thầy Lê Văn Hoành, môn vật lý, cô Mai Châu Phương môn hóa, này, thầy Lê Hồng Điệp môn sinh, này, và cô Nguyễn Thị Nga môn tin, này, cùng với các em học sinh. Đấy, chính các thầy cô và các em học sinh đã làm rạng danh cho Lam Sơn, cho tỉnh Thanh và cho cả đất nước chúng ta.
Đấy, vì ra đấu trường quốc tế khi đạt thành tích họ chỉ kêu Việt Nam thôi. Đây rất tự hào. Những thành tích xuất sắc này không chỉ là niềm tự hào riêng trong dạy và học của thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Nam Sơn, mà còn là sự tự hào của đất học xứ Thanh. Huyện Tĩnh Gia hiện có 48 hồ đập chứa nước lớn nhỏ. Tuy nhiên do nguồn kinh phí duy tu sửa chữa hạn chế, lại xây dựng từ lâu nên hiện tại trên địa bàn huyện có tới 17 hồ đập đang xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở và có thể vỡ bất cứ lúc nào khi có mưa lớn. Đây là hồ Khe Miểu thuộc xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia. Do xây dựng cách đây hơn 40 năm nên hiện nay tràn xả lũ, cửa xả và kênh dẫn của hồ đều bị hư hỏng. Dù có nhiệm vụ đảm bảo nước tưới cho hơn 70 hectare đất nông nghiệp, nhưng đã hơn 2 năm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia đã chỉ đạo không cho tích nước. Bởi nếu tích nước, chỉ cần mưa từ 100 đến 120mm, hồ sẽ bị tràn, gây sạt và làm ngập úng nặng cho phía hạ du. Đối với cái hồ đập xuống cấp thì thường là nó xảy ra như vậy là khi nó dẫn đến cái việc vỡ đập là nó làm ảnh hưởng đến cái sản xuất của nhân dân. Rồi nó làm thiệt hại đến cái toàn bộ cái diện tích cây trồng phía sau. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia, ngoài nguyên nhân thiếu kinh phí, thì trách nhiệm bảo vệ các hồ đập này của chính quyền các địa phương và một số đơn vị được giao quản lý chưa cao. Bên cạnh đó, tình trạng xử lý chậm hoặc không xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng kênh và đất đai ven hồ đập vẫn diễn ra phổ biến. Thậm chí có nhiều hộ dân ở sát các điểm xuống cấp, nhưng khi được tuyên truyền hướng dẫn chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng để nâng cấp, tu bổ, lại chống đối, gây khó khăn cho công tác thi công. Hiện tại, để kịp thời xử lý các tình huống sạt lở khi có mưa lũ, Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia đã chỉ đạo các địa phương vận chuyển đất đá dự phòng đến nơi quy định để chủ động xử lý ngay trong giờ đầu khi có tình huống xảy ra. Đa số các hồ đập trên địa bàn huyện là xuống cấp vì toàn là đập đất và được cái này là cũng được nâng cấp từ rất lâu rồi. Hàng năm là Ủy ban Nhân dân huyện là cử cán bộ trực tiếp xuống là đi đánh giá hiện trạng các công trình. Sau đấy là về xây dựng các phương án đảm bảo an toàn hồ đập và phương án đảm bảo an toàn các hạ du hồ đập cho các hộ. Trong đợt mưa bão vừa qua, hơn 1.600 hectare lúa màu của huyện Tĩnh Gia bị thiệt hại, không thể phục hồi. Hiện nay, cùng với việc chỉ đạo các địa phương động viên bà con nông dân khôi phục sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, huyện Tĩnh Gia cũng đã chủ động xây dựng các biện pháp để ứng phó với các tình huống làm mất an toàn hồ đập trong mùa mưa bão năm nay. Trong đó, sẽ tập trung tuyên truyền vận động và di rời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn khi có tình huống xấu, đồng thời cương quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang thoát lũ. Đội ngũ khuyến nông viên cơ sở được xem là lực lượng tiên phong bám đồng bám ruộng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến tận tay người nông dân nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động của đội ngũ khuyến nông viên ở hết các địa phương chưa thực sự phát huy được hiệu quả. Anh Trương Khắc Tiệp là khuyến nông viên thôn Bá Lộc, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước từ năm 2012. Thế nhưng công việc và nguồn thu nhập chính hàng tháng của anh lại là nghề thợ xây và sửa điện nước. Công việc khuyến nông viên thì không đủ để nuôi gia đình, tôi phải đi làm ngoài. Làm ngoài thì một tháng trừ ngày mưa ngày nắng thì ngày gần 200.000 thì được 3-4 triệu. Tương tự, nghề chính của khuyến nông viên thôn An Vân, xã Tân Lập, huyện Bá Thước là cắt tóc, bán thuốc thú y, chứ không phải là bám đồng, bám ruộng, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến bà con nông dân. Đây cũng là tình trạng chung của hầu hết đội ngũ khuyến nông viên cơ sở huyện Bá Thước. Với cái công việc làm khuyến nông thì cũng ảnh hưởng sa sút tới thăm đồng áng, nhưng vì không đủ tiền để sinh hoạt chi tiêu thì bắt buộc thì tôi phải làm thêm một số công việc như thế để tăng cái mức lương trong cuộc sống sinh hoạt. Bá Thước có những xã bây giờ là 18-19 thôn khuyến nông viên thôn bản. Số lượng thì nhiều nhưng mà chất lượng thì không đảm bảo được, bởi vì là cái này được trả tiền cho dàn trải, trả tiền cho 18-19 người nhưng mà thu nhập của họ chỉ khoảng 800-900 nghìn, thì cái việc nó không thể đảm bảo được người ta đi xa cả ngày được. Nếu như mà dồn từ 18-19 người này về cho một hoặc hai người thì có thể nó sẽ đảm bảo được cái thời gian người ta đi làm cả ngày, mà người ta sẽ đảm bảo được là công việc một xã, hoặc là người ta sẽ phân công làm rất nhiều thôn thêm. Không có khuyến nông viên thôn bản như các huyện nghèo miền núi cao, huyện Cẩm Thủy chỉ bố trí mỗi xã một khuyến nông viên.
song do các xã đều đã có cán bộ nông nghiệp với chức danh là cán bộ địa chính 2, nên vai trò của khuyến nông viên hầu như rất mờ nhạt. Đa số là cái công việc chủ yếu là cán bộ nông nghiệp làm mà chủ yếu cả thôi. Để xây dựng kế hoạch, phương án rồi là phòng trừ sâu bệnh, chủ yếu là bên nông nghiệp, cán bộ nông nghiệp đã làm. Nhưng còn là cái cán bộ khuyến nông là chỉ hỗ trợ thêm thôi. Nên là cái công việc nó không cao. Mà theo cái này thì nó ghép lại thì cán bộ nông nghiệp phụ trách luôn thì nó phù hợp hơn. Trên địa bàn Cẩm Thủy thì cán bộ khuyến nông ở các đơn vị đều có cả, mà cán bộ nông nghiệp cũng có. Thì nếu sự mà không phân công trách nhiệm rõ ràng thì thành thế là cái cán bộ nông nghiệp làm hết các công việc cho cán bộ khuyến nông. Mà nếu sự mà trong thời gian tới mà trong cái công tác giao việc và quản lý mà nó không tốt thì theo quan điểm của tôi thì cũng giảm bớt cái cán bộ khuyến nông mà tăng cường cho cái cán bộ nông nghiệp để người ta đảm nhiệm thêm cái chức trách nhiệm vụ thì nó tốt hơn. Toàn tỉnh hiện có trên 1.500 khuyến nông viên cơ sở, trong đó có 900 khuyến nông viên thôn bản thuộc các huyện nghèo theo chương trình 30A, số còn lại là khuyến nông xã. Với mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,7 đến 0,9% lương cơ bản, mỗi năm ngân sách chi cho đội ngũ khuyến nông viên cơ sở đạt khoảng gần 20 tỷ đồng. Đội ngũ đông, thu nhập thấp, năng lực hạn chế nên hoạt động của hầu hết đội ngũ khuyến nông viên cơ sở không phát huy được vai trò chuyển giao tiến bộ kỹ thuật giúp người dân nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Điều này khiến cho các địa phương luôn đặt ra câu hỏi có cần thiết duy trì đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở như hiện nay hay không. Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là mùa cao điểm của bệnh viêm não. Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, chỉ tính riêng trong tháng 7, khoa truyền nhiễm đã tiếp nhận điều trị 12 trường hợp bệnh nhi mắc viêm não, tăng mạnh so với các tháng trước đó. Hiện có 4 bệnh nhi được chẩn đoán bị viêm não đang nằm điều trị tại khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cả 4 bệnh nhi đều chưa được tiêm vaccine phòng bệnh viêm não. Do bệnh viêm não có biểu hiện ban đầu khá dễ nhầm với các bệnh thông thường như cảm, sốt virus, nên chỉ khi trẻ bị bệnh kéo dài, dùng thuốc không khỏi, người nhà mới cho đi bệnh viện thì đã nặng. Viêm não là một bệnh khá nguy hiểm đối với trẻ, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Bệnh thường xảy ra đột ngột, diễn biến nhanh và gặp nhiều nhất ở trẻ từ 3 đến 15 tuổi. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, trẻ có thể bị các di chứng ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ. Bệnh đang vào mùa nên cha mẹ cần nâng cao cảnh giác khi thấy con có biểu hiện sốt, nôn, đau đầu. Cách phòng chủ động nhất là chính là chúng ta tiêm phòng đấy, loại vaccine phòng chống viêm não, hay như viêm não nhạt ban B. Ngoài ra thì chúng ta phải vệ sinh cái môi trường hoàn cảnh để cho côn trùng, bọ, muỗi, gậy, ve, bọ chét các loại nó không có điều kiện sinh sôi phát triển, và chính nó là có thể là cái nguồn gốc mang cái mầm bệnh. Đấy, và chúng ta cũng phải vệ sinh môi trường thật tốt, vệ sinh sát khuẩn môi trường sống xung quanh cơ thể người bệnh. Ngoài bệnh viêm não thì hiện nay một số bệnh truyền nhiễm khác vẫn liên tục có bệnh nhân mắc dù không phải là mùa của dịch bệnh như thủy đậu, tay chân miệng, sởi. Hiện nay nhiều bệnh truyền nhiễm đang có sự thay đổi về dịch tễ, diễn biến phức tạp. Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân của tình trạng này có thể do tác động của sự thay đổi môi trường, biến đổi khí hậu. Thì hiện tại bây giờ vẫn có những bệnh nhân mắc sởi. Thì thường là cái sởi nó dễ sinh sôi phát triển nhất vào cái mùa đông xuân. Cái điều kiện thời tiết là lạnh, độ ẩm cao nữa. Nhưng mà thực tế trong cái năm nay thì lại chính cái mùa hè là lại bùng phát cái rất nhiều bệnh nhân sởi. Sốt huyết là nó phát triển mạnh nhất vào cái mùa mưa, ấy có nước đọng, có độ ẩm cao, ấy, nhiệt độ thích hợp, ấy thì thường là vào mùa mưa. Ấy. Nhưng mà lâu nay thì thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp cái mùa hè rải rác thỉnh thoảng lại có 1-2 ca sốt huyết. Hiện nay rất nhiều các bệnh truyền nhiễm đã có vaccine phòng bệnh. Do đó, để chủ động bảo vệ sức khỏe cho trẻ, phụ huynh cần cho trẻ đi tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch để phòng bệnh tốt nhất. Khi trẻ có các biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị, tránh tự ý dùng thuốc gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của trẻ. Từ đầu năm đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 47 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Dù số ca bệnh giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng trong thời điểm mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển mạnh nên nguy cơ bùng phát dịch rất cao. Rút kinh nghiệm năm 2017, ngay từ đầu năm nay, ngành y tế đã chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm nhất các ổ dịch và vùng nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết để phòng chống dịch kịp thời. Đặc biệt, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chọn 4 huyện trọng điểm về sốt xuất huyết là Tĩnh Gia, Hậu Lộc, Hoàng Hóa và Thiệu Hóa để can thiệp chủ động, phát hiện sớm các vector truyền bệnh, xử lý thủy vực
phun hóa chất. Hiện nay chúng tôi nắm rất chắc cái tình hình dịch bệnh trên địa bàn, và cái dịch xuất huyết thì chúng tôi đang có nhiều cái nguồn giám sát, vừa là chủ động, vừa là định kỳ, vừa là đột xuất. Và cho đến giờ phút này thì những cái điểm mà nóng nhất của xuất huyết chưa phát hiện thấy những cái ổ dịch về xuất huyết. Theo các chuyên gia y tế, gốc của vấn đề phòng chống dịch sốt xuất huyết hiện nay là phải kiểm soát được vector truyền bệnh. Vì vậy, các địa phương cần điều tra, rà soát các khu vực chứa nguồn lây lan bệnh để có phương án kiểm soát, phòng chống dịch. Bên cạnh nỗ lực của ngành y tế, mỗi người dân cần chủ động diệt muỗi, diệt loang quăng và phòng muỗi đốt để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Vụ việc nhiều người dân xã An Nông, huyện Triệu Sơn mua phải sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ đang gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây, cho thấy vẫn còn nhiều lỗ hổng trong quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng trá hình dưới dạng tổ chức hội nghị khách hàng, quảng cáo sản phẩm. Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Cổ phần Truyền thông, Kinh doanh và Pháp luật Hà Nội chỉ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa có văn bản đồng ý cấp phép treo phướn quảng cáo sản phẩm theo luật quảng cáo. Phòng Văn hóa Thông tin huyện Triệu Sơn thống nhất thực hiện, gửi đến các xã, không có nội dung bán hàng kèm theo. Thế nhưng, vào chiều ngày 29 tháng 7, khi xuống đến xã, công ty này lại tổ chức bán các sản phẩm nồi niêu, chảo, bếp ga các loại với giá siêu khuyến mãi, trái với thông báo của các cơ quan chức năng. Ban đầu, người mua hàng sẽ được bốc thăm trúng thưởng sản phẩm. Giá trị trúng thưởng bằng hoặc lớn hơn cả sản phẩm vừa mua, nên nhiều người đã tham gia mua hàng. Tuy nhiên, sau khi người dân mua hết các sản phẩm công ty giới thiệu, thì giá trị khuyến mãi trong mỗi phong bì mà khách hàng nhận được chỉ là 50.000 đồng hoặc 100.000 đồng. Không chỉ vậy, các sản phẩm của công ty này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, chất lượng kém. Chúng tôi là tin tưởng là bảo là đây là coi như là từ xã, từ huyện, từ xã về đến xuống. Thì là chúng tôi tin tưởng là vì là đã về đến xuống thì là chúng tôi tưởng là người thật, việc thật. Nhưng đến thực tế sau bán cho chúng tôi thì lại là bếp ga đẽo và nồi không sử dụng được. Được biết, có hơn 70 hộ dân thuộc xã An Nông, huyện Triệu Sơn đã mua các sản phẩm với tổng giá trị lên đến gần 200 triệu đồng. Sau khi phát hiện bị lừa, người dân gọi điện tới công ty thì không liên lạc được. Vụ việc tại xã An Nông, huyện Triệu Sơn một lần nữa cho thấy, hiện nay có một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang sử dụng các văn bản của cơ quan nhà nước để lập lờ, đánh lận con đen, bán hàng kém chất lượng, có dấu hiệu lừa đảo người mua hàng. Đây là thủ đoạn không mới của các đối tượng. Bởi vụ việc điển hình gần đây là tại thôn Phú Long, xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, một công ty đã xin địa phương tổ chức hội thảo số hóa truyền hình, nhưng lại bán đầu thu truyền hình kém chất lượng, có dấu hiệu lừa đảo người dân. Điều đáng nói qua vụ việc này là trách nhiệm của chính quyền cấp huyện, cấp xã trong việc kiểm tra, giám sát là rất yếu. Thậm chí một số cán bộ thôn có dấu hiệu bị lợi dụng để doanh nghiệp trục lợi. Còn nhiều người vì nhẹ dạ cả tin hoặc ham món lợi từ chiêu trò khuyến mãi của doanh nghiệp, nên vẫn bị dính bẫy mua hàng kém chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây nổi lên hiện tượng các đối tượng sử dụng mạng xã hội như một sàn giao dịch quảng cáo để thực hiện hành vi mua bán các loại bằng giả, chứng từ, giấy tờ tùy thân. Nhanh chóng, giống y như thật, giá thành phải chăng là những quảng cáo đầy quyến rũ về dịch vụ làm giấy tờ giả qua mạng xã hội. Chỉ bằng một thao tác tìm kiếm đơn giản, người dùng có thể tiếp cận với hàng trăm thông tin liên quan đến hoạt động phi pháp này. Tuy nhiên, theo các cơ quan điều tra, đằng sau những lời quảng cáo có cánh nói trên, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và hệ lụy khó lường, bởi hầu hết người mua thường phải chuyển trước một phần hoặc toàn bộ chi phí mua giấy tờ giả để đặt cọc. Ngoài ra còn phải cung cấp chi tiết các thông tin cá nhân phục vụ việc in ấn giấy tờ. Đối với những cái chiêu thức mà bây giờ chiêu thức mới là gọi là rao bán qua mạng xã hội và qua tin nhắn ấy, thì cái này là người dân rất dễ bị lừa. Trong quá trình đấy yêu cầu là giao dịch bằng điện thoại, bằng mạng xã hội, giao dịch kín. Thứ hai là đưa thông tin cá nhân để nó sử dụng vào cái việc làm giả giấy tờ cho mình. Lợi dụng của danh tính của những người đó đi lừa đảo nơi khác nhằm chiếm đoạt tài sản, trục lợi cá nhân. Tại Thanh Hóa, lực lượng chức năng còn phát hiện các đối tượng dùng mạng xã hội để gửi hình chụp con dấu tên bác sĩ, dấu chức danh, dấu tròn đỏ của bệnh viện cùng mẫu giấy khám sức khỏe. Sau đó tự tạo thành bản in, có sẵn con dấu, chữ ký và bán cho người mua với giá từ 70.000 đến 100.000 đồng một tờ. Như vậy, thông qua mạng xã hội, các đối tượng làm giấy tờ giả đã tạo thành một vòng tròn giao dịch khép kín, từ khâu lưu trữ, chuyển tải dữ liệu giả, cho đến việc thỏa thuận, mua bán, chuyển tiền đều qua mạng Internet. Với hình thức giao dịch này,
các cơ quan điều tra thường mất rất nhiều thời gian để lần theo dấu vết tội phạm. Thậm chí, nếu không có sự tố giác của người bị hại, việc tìm ra đầu mối và thu thập bằng chứng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không thực hiện các giao dịch mua bán văn bằng, chứng từ và giấy tờ giả trên mạng Internet, không cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng này dưới bất kỳ hình thức nào nhằm tránh bị lợi dụng, lừa đảo, trục lợi. Bên cạnh nguy cơ bị trục lợi, người dân có thể phải đối mặt với việc bị truy tố bởi hành vi mua bán sử dụng giấy tờ giả. Khi đó, tiền vẫn mất mà tật thì vẫn mang. Tuyến tỉnh lộ 525 từ xã Tế Nông huyện Nông Cống đi Quảng Dương đã được thi công 2 năm. Tuy nhiên đến nay, tiến độ thi công chậm, nhiều đoạn trên tuyến xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Dự án xây dựng tỉnh lộ 525 Nông Cống đi tỉnh lộ 504 qua các xã Minh Khôi, Minh Nghĩa, Tế Nông huyện Nông Cống nối với xã Quảng Ngọc huyện Quảng Dương có chiều dài 7,2 km, được khởi công từ năm 2016, thời gian hoàn thành 4 năm. Dù đã 2 năm trôi qua, nhưng dự án triển khai vẫn ì ạch, nhiều đoạn trên tuyến xuống cấp nghiêm trọng. Trước mắt là không có đường đi về thu hoạch này. Thứ hai là học sinh không có đường đi học. Bây giờ nói chung là cái ý kiến của người dân ấy là mong các cấp chính quyền nào có cái lãnh đạo trên ấy là có cái phương pháp nào giải quyết cho dân cái đường đi để giờ các cháu lại đến trường đi học. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và khắc phục ngay những đoạn xuống cấp nghiêm trọng để đảm bảo giao thông. Đối với huyện ấy, cái giải pháp ấy là đang gọi đơn vị thi công vào. Trước hết là gạt bỏ tất cả những cái phần bị sình lún, sau đó là nâng cao cái phần nền và cho rải cái lớp đá cấp phối phần móng để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại trong cái mùa mưa. Mong muốn có một con đường để đi lại là nhu cầu chính đáng của người dân. Vì vậy, rất mong chủ đầu tư và nhà thầu sớm triển khai thi công con đường để người dân nơi đây ổn định cuộc sống. Quá trình đô thị hóa nhanh khiến không gian dành cho cây xanh ở các khu dân cư ngày càng bị thu hẹp. Do đó, trong thiết kế xây dựng nhà ở hiện nay, nhiều chủ nhà đã quan tâm dành không gian để tạo sân vườn trồng cây xanh trong nhà, mang lại không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Thay bằng mảng sơn tường khô khan, ông La Đức Thuyết, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa đã trồng giàn trúc để phủ xanh cho tường rào. Đặc biệt, ông tâm đắc nhất với hồ cá cảnh mini trong sân vườn. Như anh đã thấy đấy, tức là tạo một cái bể cá nhỏ nhỏ ở góc vườn, ở góc sân như thế. Thì sáng mai mình ra mình ngắm hoặc chiều mình ra mình cho nó ăn, mình thấy cũng vui vui mắt. Bận mấy thì cũng cố gắng tạo cho mình một cái không gian để mình sống cho nó thoải mái. Việc tạo không gian xanh trong nhà ở đang được nhiều người quan tâm nhằm cải tạo môi trường sống và tạo nét thẩm mỹ cho ngôi nhà. Có khá nhiều cách để tạo ra khoảng không gian xanh như khoảng sân phía trước, phía sau ngôi nhà, giếng trời. Không gian trồng cây xanh cũng có thể được tận dụng từ ban công, sân thượng, các chậu cây leo bám theo lan can. Các loại cây xanh trồng trong nhà nên chọn các loại cây dễ sống, chịu được bóng râm. Bên thi công như người ta có chuyên môn thì bao giờ trước khi mà người ta làm cái không gian xanh, người ta đã xử lý cái phần chống thấm, ví dụ chống thấm diện tường, chống thấm diện sàn, chống thấm xung quanh để cho là cái phần ví dụ mình có tưới nước vào cây thì nước nó cũng sẽ không ẩm mốc vào trong cái sàn tường đấy. Và sau đấy người ta sử dụng cái vật liệu như đá hay là gạch để người ta làm cái nền, làm thành những cái bức tranh hoặc là làm những cái không gian để con mình có thể treo cây lên. Trong nhịp sống đô thị gấp gáp và bận rộn, việc tạo không gian xanh trong nhà ở sẽ góp phần cải thiện môi trường sống, giúp cải thiện sức khỏe, thể chất và tinh thần cho các chủ nhân của ngôi nhà. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.